Chào mọi người đến với kênh trang sức phụ kiện sinh nhật Thảo. Nay là ngày 24 tháng 8 năm 2024. Em lên một số mẫu sản phẩm giới thiệu toàn thể quý chị. Toàn bộ hàng em là hàng sinh nhật, đây là hàng si tuyển. Cách thức mua hàng bên chị vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0902 810047. Bên em là cọc tiền hoặc chuyển khoản em sẽ đơn cho mình. Anh chị nào có đơn hàng trên 300k chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn ship. Và anh chị lưu ý là hàng là hàng si đã qua sử dụng nên em không bao chống nước cho mình. Và mọi người anh chị nào mình nghe không rõ cái số điện thoại á, mình có thể mở ở phần mô tả video lên nha, em được cái thức mua hàng ở bên dưới á. Và hôm nay là thứ bảy ngày cuối tuần á, chúc mọi người có ngày lễ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha. Và mẫu sản phẩm số 1 lên cả nhà là một cái đồng hồ hộp của Nam, mọi người, đồng hồ của Armani phải không ta, Emporio Armani siêu phẩm dành cho Nam nha. Đồng hồ giờ cao lắm mọi người, đấu cao lắm. Anh nào thích thì mình rất nha. Hộp ngòi thì còn tương đối thôi mọi người. Nói chung là đẹp thì không đẹp nha. Hàng si. Những cái vết này là do vận chuyển này. Hộp còn tương đối thôi nha. Mà là hàng hộp. Chủ yếu cái đồng hồ ở trong. Người nhìn cái đồng hồ mới tinh. Đó. Dòng này là 6 kim 3 cốt. Có lịch ở góc 4 giờ rưỡi nha. Đó. GA. Hiệu con chim đại bàng. Đồng hồ dành cho nam. Vỏ thép. Thân thép. Dây thép đúc. Zin dây dài nha. Size to dành cho nam, size 42.5 dành cho nam. Anh nào thích đồng hồ 6 kim 3 cốt chạy chronograph. Mặt màu đen bao công. Đai sồ đẹp nha. Đó. Nhưng mà chạy ok hết nha mọi người. Test cho mọi người cái kim trả chronograph này. Đó. Mọi người dừng lại là mọi người trả về này. Đó. Ok nha. Đi khóa đồ zin, độ mới còn tương đối cao. Tầm 98%. Thật ra con này là hàng new, hàng mới 100% chưa sử dụng. Người coi cái siêu đằng sau nó chưa sử dụng. Đó. Về người bóc ra người vệ sinh nha, nó nhìn nó hơi dơ á, nhưng mà nó vỏ thép nên mọi người không có sợ nó lau không ra đâu. Về người lau là ra nha. Để lau quá, bên Nhật người ta để lau quá rồi. Mã số 1, đồng hồ hàng hiệu mắc tiền dành cho nam. Máy Nhật, máy to nha mọi người. Dây dài. Dây tầm 17.5. Gần 18, dây gần 18. Mã số 1 nha, để cả nhà là 850. Anh nam nào thích thì mình giúp nha. Giờ đồng hồ cao lắm. Bán những cái giá mà tầm 800 mấy này là cũng cố gắng. Thường thường em nhớ không lầm thì con đồng hồ 6 kim mà không hộp em đã bán 850 cho 1800, 850 rồi đó. Con này nó có hộp cho người luôn, bán có 850 thôi, là cố gắng giữ giá bán cho người á. Giờ anh nào mà cứ kiểu mà mình chê mắt thì rẻ, mình thử đấu Nhật một bữa đi xem nó giá như thế nào nha. Đó, siêu phẩm, kính nó là không có chảy xước nha, rất là đẹp nha. Hộp này đi tặng được. Mã số 1, 850 vậy người. Đồng hồ giờ Nhật cao lắm. Tiếp theo mã số 2 này, em có một siêu phẩm đến từ nhà Seiko nha, hàng hộp. Hộp thì hộp này là coi như là phong ba bão táp nhiều này, nhìn nó file gọi là file theo 5 tháng đúng không? Chủ yếu có đồng hồ nha, đồng hồ mới tinh, có sổ, hộp đẹp, ở trong đẹp nha, ở ngoài thì gọi là nó hơi chai sạn theo 5 tháng, có đồng hồ mới tinh. Dòng này là cơ tự động của nhà Seiko năm 2021 hay 2023 gì ta. Bỏ cái gối ra nha. Đang chạy rất là mượt nha. 21G. Dòng này nó sử dụng bộ máy 7S26 này, thông số dưới nha. Mặt cực kỳ đẹp. Cái đai sò nó hơi bị đỉnh nha mọi người. Đai sò mặt đen bao công. Bộ kim cọc số dạ quang, hai ô lực có 3 giờ. Mới tinh nha, lỗ đáy và lỗ máy này. Đó, máy mới trang sạc ben. Con này về người chỉ việc lên tay chỉ sử dụng thôi. Chiếc này size của nó em nhớ không lầm size hơn 37 một tí à. À 37 nè, hơn 37 có tí, 37 nha. Dành cho nam. Máy càng nó hơi dài nè, đó mọi người để ý nha, cái càng nó đến 41 lần là gần gần như phong tăng á. Thành ra là nam tay 17 đổ về đeo được nha. Còn nam tay to hơn thì đeo nó hơi nhỏ. Đồng hồ Seiko dây tay 10 à. Dây tay 10 à, gần 18 nha mọi người, 17.5 hơn. Nó còn một cái khất ở trong này nè, còn một cái khất ra.
Đó, anh nam nào tay 17 hơn một tí lấy đeo luôn nha, quá đẹp mọi người. Mới tinh mọi người coi cái thớ thép của nó này. Em quay kỹ cho mọi người coi nha, ngắm cho dễ. Đó, quá đẹp nha mọi người. Hàng si như này là gần như hàng hàng store ra rồi. Dây khóa đồ zin nha, mông này. Test cho mọi người cái lịch, lịch nhanh ok nha. Nó nhảy rất là đã này. Ngày này, hay là ngày 24 này, sắp đến Quốc Khánh rồi, sắp đến lễ lớn của Việt Nam rồi. Đó, mã số 1 nha. À, mã số 2 nha mọi người. Để cái con này ra mọi người là 1 triệu 5 nha. Mới tinh nha mọi người. Giờ con này đấu 1 triệu 5 chắc không 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 đủ được ngắm luôn mọi người. Giờ đồng hồ bên đó không biết do thiên tai bên đó hay sao mà đồng hồ cũng đẩy giá khiếp lắm. Mã số 2, 1 triệu 5 nha. Tiếp theo mã số 3 này. Em có một con đồng hồ bearing sử dụng toàn bộ là đá ceramic nha mọi người. À, không phải đá ceramic mà có nghĩa là cái niềng là đá ceramic này, cái mắt dây là đá ceramic này. Còn cái dây mọi người đang thấy là cái này là thép nha, thép đúc á. Con này thì được cái là hàng hiệu ngon. Nhưng mà nó cũng hơi 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 gọi là hơi hơi cũ một tí, nhìn nó không được mới cho lắm. Em bán rẻ mọi người nha, những cái dòng này em bán thường thường em đã bán đâu đó khoảng 550 650 gì đó. Size 34.5, form tăng dành cho nam tay nhỏ. Đó, mỏng nha, nam nào thích mỏng. Nhưng mà còn mới cũng còn tương đối mới luôn rồi. Mà em nhìn thấy nó hơi à do nó cứng ở đây này, thành ra bán rẻ này, nó hơi cứng nhẹ ở đây nha. Cứng nhẹ thôi, mắt dây thì còn đẹp. Mong hàng bearing nha. Kính sapphire. Thông số đầy đủ cho mọi người. Trên tay này. Nam tay nhỏ, dây tay em đo chuẩn mắt dây này. Đây, dây tay này. Lên tay này, nhìn nó đơn giản mà nó sang, đen đen sang. À, dây tay 17 hơn nha mọi người, 17 này. Mọi người yên tâm về dây tay nha, nam tay 17. Đó. Nhìn cái mặt cái dial như mặt trời mọi người. Mặt hài lòng. Lịch ở góc 6 giờ đang chạy chuẩn giờ, chuẩn lịch à, lịch chưa chuẩn nha, chuẩn giờ đó. Bán 10 con đồng hồ là mã số 3, giá là 350k nha. Nói chung là cái giá trị tiền với cái đồng hồ thì nó cũng xứng đáng mọi người. Chẳng qua nó hơi bị cứng nhẹ đây, mọi người để ý này. Đó. Mà cái dòng mà niềng 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 đá ceramic này đeo rất là sang nha. Mặt ở trong có bụi cho mọi người, về mọi người vệ sinh thêm nha. Đó. Mã số 3. Giá 350 nha. Tiếp theo mã số 4 này. Em có một siêu phẩm dành cho những anh nam. À quên, những anh nam mua quà tặng cho vợ này, cho người yêu này, cho người thân, cho một nửa của mình. Mã số 4 giá 380 nha. Con đồng hồ dây da, nữ thì đeo dây da bất tử rồi. Hiệu của nó là hiệu Santo Diamond. Jewelry Santo Diamond. Ồ, hiệu là hiệu viên kim cương. À. Cái hộp này không đúng với cái đồng hồ nha mọi người. Cái hộp rõ ràng nó ghi là Santo Diamond, rõ ràng cái đồng hồ là kim cương đúng không? Nhưng mà cái đồng hồ này là không phải là kim cương nha. Cái đồng hồ này là hiệu của nó là hiệu Alve này, là Amada Peolan gì này của London của Anh nha. Nhưng mà rất là đẹp mọi người. Dây khóa đồ zin mới tinh nha. Hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Dây còn tốt nha. Cọc số học trò, bộ kim nung màu xanh, mặt khảm trai, mới cũng gọi là 99% luôn. Con này form kiểu form oval rất là đẹp dành cho nữ nha. Dây da chị, các chị nữ hay đeo dây da lắm. Size 17.7 này, nhân cho càng là cho 30 nha mọi người, 29.8 cho 30 đi. Độ dày là 5.7 ly. Em bán có đồng hồ siêu phẩm dành cho các chị nữ, các anh nam mua quà tặng cho các chị này. Đó, dây da đen đẹp, dễ xem giờ. Hàng nội địa của Nhật, giá 380k nha, siêu phẩm cho nữ. Cái hộp này không đúng của nó nhưng mà vẫn đẹp mọi người. Đó. Mã số 4, giá 380 nha, mua về đi tặng quà mọi người, sắp tới lễ lớn rồi, có gọi là có
có ngày gọi là có mình lựa ngày để mình tặng quà đó. Tiếp theo mã số 5 này. Mã số 5 em có một cái hộp bút của bán một cây tặng một cây này. Bút thì em bán tự sử, mọi người hiểu, mọi người để ý nha, mọi người lưu ý nha. Bút là em bán tự sử có nghĩa là mọi người mua về, nếu như mọi người xài sử dụng được thì chúc mừng mọi người. Còn nếu mọi người không xài được hoặc là hư gì đó, mọi người phải tự chịu trách nhiệm nha. Tại vì bán tự sử thì thật ra là đấu giá bên Nhật về là gần như em bán sát giá Nhật rồi, chứ không có lời đâu mọi người. Đấu bán vui thôi, bán cho có hàng thôi, để dọn dạo này hàng nó cao quá, với lại không có hàng. Đồng hồ bên Nhật giờ nó không nó rác nhiều quá. Rác nhiều quá, em nói thật là đồng hồ Nhật giờ đấu rác nhiều quá. À, một cái bút 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 máy nha mọi người, một cái bút máy của hiệu Pilot này. Pilot nha, vỏ nhựa. Bút máy của Pilot ngòi vàng nha. Đó. Mọi người xem nha, em chỉ có quay cho mọi người là nó không có bị xước xát thì nó là tổng thể của nó là đẹp nha. Còn mấy cây mà xấu xấu là tí này em bán cho mọi người giá gọi là giá xác rồi, giá bỏ đi rồi. Đây này, cái ống mực của nó này. Đó, cái này thì nó vẫn còn cái ống mực cho người. Về người mua cái ống mực cái ống ống mực mọi người nhét vô mọi người sử dụng nha. Nhưng mà mọi người lưu ý là về phải vệ sinh ngòi đồ nha. Đó, là bút thì em bán tự sử. Nếu mà về dùng được thì chúc mừng mọi người. Cái bút này vô trong trong nhà sách đồ đâu đó khoảng tiền triệu đúng rồi. Hiệu 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 Pilot này, bút máy của Pilot vô đó toàn tiền triệu nha. Đó, một cây nha. Một cây này là em bán là 350 rồi, nhưng mà thôi em tặng cho mọi người thêm cây này nha. Cây này là của hiệu Rinman, hàng hiệu nha, mới tinh. Vỏ này là nó như kiểu men gạch đúng không? Rất là đẹp nha. Cái này à, cái cây này là sử dụng hai ngòi nha mọi người, bút bi hai ngòi. Về mọi người thay thay rục vào mọi người xài nha, hai rục bút bi hai ngòi nha. Đẹp nha, mới tinh nha. Đó, bán người cặp này. Một cây bút máy của Pilot và một cây bút bi của hiệu Eraser, cái gì đây này? Quên tên nó đọc rồi. Em mùi Redman này. Đó, hai cây nha. Chủ yếu bán cái này mùi, thường thường em bán cái này là 350 rồi nè. Cái này tặng kèm nha. Bút là tự sử nha mùi. Chơi mình chơi mình có gọi là có chơi có chịu nha. Ví dụ như về mà nó ngon thì chúc mừng mọi người. Tiếp theo là mã số 6 này, em có một siêu phẩm cho mọi người. Có đồng hồ lâu lắm rồi mới gặp lại đấu được siêu phẩm nha, độ mới khá là cao à, có xước xát nhẹ thôi nhưng mà không ảnh hưởng nha, cái mặt nó rất là đẹp nè à, cái góc kính này nó bị xước nhẹ nhưng mà nó không đáng kể, rất rất là nhẹ nha. Về anh nào kỹ tính mình ra thợ người ta đánh cái là sạch bóng nha, nhưng mà em thấy nó còn rất là đẹp nên thành ra em không có đánh này. Máy mới tinh này, mọi người thấy cái gọi là tỷ lệ độ mới của nó phải tầm 95%, hơn 95 á, gần như là người ta chưa sử dụng, dây còn rất là dài. Size của nó là size 37 nha. Một siêu phẩm đến từ nhà Swatch Swiss Thụy Sĩ nha mọi người. Dòng này là dòng Skeleton, dòng lộ lộ hết, lộ trước lộ sau, nó là lộ từ A tới Z. Dây dài. Mong máy sử dụng bộ máy 21G của Thụy Sĩ, bộ máy này nó gọi là bất tử, rất là bền nha. Và đồng hồ Thụy Sĩ, cơ Thụy Sĩ, mọi người thích chống nước dùng những cái dòng này. Em thấy nó rất là tốt, chống nước gọi độ cao hơn chống nước cao của máy Nhật rất là nhiều nha. Dây zin của nó nha, dây zin còn đẹp nha, mới tinh. Đó, dây zin của Swatch Swiss nha. Đấu giờ con này đấu cao lắm nha mọi người. Xấu xấu là đấu 2 triệu mấy rồi, con của em đẹp keng bán mùi 2 triệu 5 nha. Vẫn cầm giá người được. Đó, cơ tự động 21G của Thụy Sĩ. Có hỗ trợ có tải nha. À đúng rồi, em quên, mọi người coi cái Daiso của nó này. Đó. Cái bánh răng ở ở, ở trung tâm mọi người. Khi mọi người xoay cái giờ nó chuyển động là cái bánh răng nó quay theo nha. Đó, rất là đã nha. Và bộ kim của nó dạ quang siêu sáng nha mọi người. Này, bộ kim giờ phút giây á. Trên có tay này. Rất là nhẹ nhàng, máy chạy. Ok nha, dây dài. Đẹp. Mã số 6 giá 2 triệu 5 à, này là máy Nhật anh lắp ngược hay sao mọi người, máy anh Nhật anh lắp ngược này, dây tay dài lắm nha, có gì chúng em đảo cho mọi người sau, dây tay 19. Đó.
Form này thì nó phù hợp với những cổ tay từ 17 đổ lại thôi nha. To hơn thì mình đeo nó hơi nhỏ rồi. Và cái đồng hồ mọi người đeo đẹp hay không là ở cái cổ tay của mọi người. Ví dụ cổ tay mình nhỏ thì mình sử dụng những con đồng hồ với mặt đây. Cái mặt nó vừa phải thôi, nó phù hợp với cổ tay ấy. Còn anh nào tay to thì phải kiếm những con đồng hồ size to đeo. Còn ví dụ như anh nào sưu tầm thì mình khỏi lo về size nha. Sưu tầm mà, mình để trưng bày. Đó, siêu phẩm nhưng mã số 6, 2 triệu 5. Rất là khó đấu nhưng đấu giờ đấu con năng con nào mà em nhớ bữa trước em bỏ hai búa vào hai cái linh linh lẻ con này thôi mà em thấy nó giá là nói chung là nó xấu hơn con này rất là nhiều nha, về tổng thể là nó xấu hơn con này rất là nhiều mà nó đã 12.000, hơn 12.000 yên rồi, 12.000 yên bây giờ giá yên rất là cao, yên là đâu đó khoảng 180 mấy là quy ra tiền Việt, mình chưa tính phí vận chuyển và chưa tính phí mua hộ đơn vị thứ của công ty đấu giá thu hộ, một công ty vận chuyển á, là đã hơn 2 triệu mấy rồi. Đó. Nói chung là tầm 2 triệu 2 triệu 2 2 triệu 3 là tiền đấu nha, tiền phí vận chuyển này, tiền phí thu hộ này, nó rơi vào đâu đó khoảng 2 triệu tư này. Bán lời những người 100.000 từ tiền ship vận chuyển chắc được, chắc đủ cho con được lóc sữa đó mọi người. Tiếp theo là em bán cho một con đồng hồ thương hiệu Michael Kors, thương hiệu của Mỹ, một thương hiệu cao cấp, thương hiệu mắc tiền đó. Size to cho nam nha. Size 41.8 này, mỏng này, anh nam nào thích to mỏng 7 ly. Mặt màu kiểu màu hồng hồng, màu cam màu hồng. Nói chung là mọi người nhìn màu nha. Nước vàng thì còn rất đẹp nha, nhưng mà dây tay thì nó hơi ngắn, dây tay có 15 thôi. Và cái đốt nhựa này nó hơi bị bể một tí này, nhưng mà nó không sao nha mọi người. Tại vì cái em bán cho người cái đồng hồ là bán về cái mặt thôi nha. Cái mặt về người đi kiếm mình một bộ dây mình sử dụng. Đó. Che cái tay em tay 15 nha mọi người. Đó. Tay 15 mà đeo cái mặt 42 vào thì nó hơi kiểu như là tay mình nhỏ mà đeo cái mặt bự quá. Đó, siêu phẩm nha, Michael Kors. Con này thì kính sapphire. Đó, mặt rất cực kỳ đẹp đúng không? Nước vàng, nấm zin, mỏng. Mông. Mông thì cái này là bên bên Nhật họ họ khơi nha mọi người, chứ còn em là em khơi cũng có kinh nghiệm cũng không đến nỗi xước như vậy đâu. Đó. Nhưng là người ta không biết đường khơi, người ta lại tùm lum tùm loa hết. Nhưng em là biết đường khơi là chỉ cần ấn nhẹ cái đây là văng ra thôi. Đó. Nói chung là hàng si mà không tránh khỏi được bán mười cái mặt này nha. Đầu tiên mọi người có một cái mặt size to cho nam này, mỏng này, đồng hồ pin thương hiệu mắc tiền của Michael Kors, máy Nhật nha, bán người mã số 7, giá 550. Mọi người lưu ý nha, về em nghĩ mọi người nên lên bộ dây đi, lên bộ dây mình đeo, hoặc là ví dụ như anh nào mà kiếm được một cái đồng hồ Michael Kors cũ mà nó có bộ dây vàng hồng này, mọi người bỏ vào người sử dụng. Này, đầu dây của nó đầu dây gần 21 đâu đâu đến 21 đâu, đầu dây 20 à. Cái thước của em không biết sao mà nó bị chạy chỗ kia rồi. Đầu dây 20 thôi mọi người. Michael Kors đầu dây 20 mã số 7 giá 550 nha. Kính sapphire. Vỏ vàng hồng đẹp, mặt đẹp. Mỏng. Nấm zin, dây zin. Nhưng mà em bán cái mặt thôi, giá trị ở cái mặt thôi nha. Còn bộ dây thì coi như tặng kèm đi. Đường nào về mọi người cũng phải thay bộ dây mới mà. Mã số 7. Tiếp theo mã số 8 này. Em có một siêu phẩm đến từ nhà Seiko nha. Dành cho những nam tay tay vừa hoặc nhỏ nha. Tay nhỏ đi. Nó tay nhỏ cho dễ hình dung. Nam tay size 37 này. Nam tay tầm 17 đổ lại nha. Rộng chiều ngang này là 43.6 này. Độ dày đồng hồ là 8.7 ly. Anh nào thích đồng hồ pin của nhà Seiko, hàng chính hãng, bộ kim cọc số dạ quang, mặt đẹp, kính sapphire nha. Đó, mặt trắng đơn giản, thanh lịch này, lịch sự này, thông số ở dưới nha mọi người để đồng hồ là có thông số ở dưới đây này, chỉ có những con đồng hồ cơ cổ thì xưa xưa hiếm hiếm thì mới không có thông số thôi này. Mông mông đáy xoáy này, đó, mấy inspan cũng dập ở trong cái đáy luôn này. Đó, nấm zin hết nha, dây khóa đồ zin này, dây dài. Đúng rồi, dây khóa đồ zin nha, dây dài, độ mới khá là cao luôn. Con này dành cho nam tay tay từ 10 17 đổ lại thôi nha mọi người. Nam tay to hơn thì đeo nó hơi nhỏ, tại cái mặt này em thấy nó cũng không to lắm đâu, 37.
tay 16.5 thì đeo đẹp. Dây dài nha, dây dài em không đo. Bán mọi người có đồng hồ chính hãng của nhà Seiko. Độ mới cao, kính sapphire, dây vỏ thép đúc, dây vỏ thép zin. Mã số 8, giá 500 nha. Quên test cho người cái lịch. Nói chung là lịch 24 giờ là nhảy nè. Lịch nhanh rất là nhẹ mọi người nhìn này, em lo xoay rất là nhẹ nè, chạy như tên lửa luôn. Đó. Ok chưa? Còn nghe tiếng kêu không? Đó, mã số 8 nha, giá 550. À quên 500 chứ, nhầm. Mã số 8 rồi, 500 nha. Nay em có một cái địa bàn siêu phẩm cho người luôn. Anh nào mà để coi like, cuối like coi hơi bị đỉnh nha. Tiếp theo là em có một cái đồng hồ siêu phẩm nữa nè. Nay về được hai chiếc của nhà Thụy Sĩ. Hai bản đều đặc biệt nha mọi người. Cái Daiso nó cực kỳ đặc biệt. Dạ quang sáng trưng. Mọi người thấy cái kim đĩa của nó là cái kim dây của nó là kim đĩa. Nhìn rất là đã nha. Kính đẹp, mặt đẹp. Độ mới khá là cao. Có đồng hồ si mà em thấy cái độ mới này nó còn khá là cao, như dòng 23G, cơ tự động, có hộ có tay. Cái dây của nó, mọi người để cái dây của nó này, người ta chưa sử dụng nhiều đâu. Tại vì nếu mà sử dụng nhiều thì có dấu mồ hôi đây. Nhưng mà cái con đĩa này về người dán lại cho em nha. Đây này, con đĩa này nó bị bung keo này, về người dán lại nha. Đó, dây nó thì cũng còn tương đối thôi. Anh nào mà thích thì về mình lên Shopee, mình đặt dây của Swatch, Swiss nhiều lắm. Còn không thì mình kiếm cái dây thi thép để cho đẹp mọi người. Dây da thì đeo nhìn nó trẻ trung, còn dây thép thì đeo nó hơi đứng chững chạc, kiểu đứng tuổi mọi người. Size 37 hơn nha. À, nhưng em tính cái càng 42, dày 12 ly nha. Một con đồng hồ siêu phẩm đến từ nhà Thụy Sĩ, lộ đáy và lộ máy, dòng 23G, có lịch ở góc 6 giờ, có hỗ trợ có tay. Kim dây là kim đĩa chạy cực kỳ độc đáo nha. Và dòng này giờ nó gọi là, em thấy nó thứ nhất là trên cái thị trường nó ít này, và người ta săn cũng khá là nhiều, kiểu như nó đang hot trở lại. Đấu trang nhật thì không ra đâu, rất là khó. Săn ngày săn đêm mùi. Bán 10 mã số 9 nha, giá là 2 triệu nha. Mọi người lưu ý nha, dây này là vẫn sử dụng được, nhưng về mọi người phải dán lại con đĩa nha. Dán lại con đĩa này. Đó. Còn không anh nào kiếm cái dây thép đeo cho đẹp. Đây nè, em lên tay thử mọi người coi nè. Kim dây nó chạy quá đẹp nha mọi người. Có lịch nha, test lịch nhanh cho mọi người luôn. Hỗ trợ có tay, cơ tự động, có hỗ trợ có tay. À, lịch là 24 giờ nè, nhảy nè. Đó, nhảy ok nha. Lịch nhanh ok nè. À, rất là nhảy nha. Hỗ trợ có tay nè, em lên tiếng code cho mọi người nghe tiếng code nè. Đó, anh nào mà thích cơ Thụy Sĩ, máy bền bỉ, khả năng chống nước cao. Đó, dùng những con này nha. Nhưng mà mọi người lưu ý nha, em bán hàng si dù em có biết nó chống nước tốt hay không thì em vẫn báo rõ cho mọi người là em không bao chống nước. Tại vì đôi khi có những con đồng hồ nó chống nước cực kỳ tốt nha. Và còn có những con đồng hồ thì lỡ người ta bên Nhật người ta họ có mở ra, nhưng mà có đôi khi cái ron nó bị hư đó mọi người. Là dù nó chống nước tốt mà ron nó hư thì sao chống nước được. Tiếp theo là mã số 10 này, em có một con đồng hồ siêu phẩm dành cho nữ nè, size 23.7. Một con đồng hồ hàng hiệu của Roberta Di Camerino này, của hàng Italy. Dòng này nó sử dụng máy Thụy Sĩ nha. Dây vỏ thép. Đó. Độ mới còn tương đối thôi. Nói chung là còn tương đối được cái máy Thụy. Mặt đẹp, kính không vết lỗi. Hàng hiệu mắc tiền. Dòng những cái dòng Italy mà máy Thụy, máy Nhật mọi người đã thấy mắc rồi. Con này là máy Thụy nha. Bán 10 con đồng hồ nữ, dây tay này thì cắt mắc dây được, dây dài miên man, độ mới thì còn tương đối cao, mã số 10, giá 380k nha. Siêu phẩm dành cho nữ cũng không oi đâu. Đó, rất là đẹp nha, chị nữ nào thích dây thép thì đeo cái những cái dòng này. Đó, cắt mắc dây được, cái dây nó còn dài, dài nguyên, bên Nhật họ chưa sử dụng luôn. Nó còn nguyên đốt đây, mọi người thấy 1, 2, 3, 4, này. Còn nguyên đốt luôn, chưa sử dụng nha. Mã số 10, 308. Tiếp theo là mã số 11. Em có một cái hộp màu đỏ đỏ. Hộp này thì em bỏ vô cho vui cho mọi người. Đấu với Nhật về có cái hộp đẹp đẹp bỏ cho mọi người nha. Chứ bán ở trong thôi. Em có một cái dây ngờ. Dây ngờ kiểu
kiểu gọi là gì ta, dây chuyền ngờ dành cho các chị này. Dài nhá, ngờ nhá mọi người, ngờ của Man Nhật này. Đó, mình có cái vân này, viên bi à. Em đo sơ cho mọi người nhá, nó kiểu như viên bi gọi là gì ta, dạng dây đuổi mọi người, viên viên chủ đạo nó là 11.5 ly nha. Em đo viên chủ đạo viên nhỏ nhất nha mọi người. Nè, viên nhỏ nhất nhí 4 ly. Khóa này. Khóa của nó làm rất là xịn sò nha. Đó, khóa khóa ngờ luôn nha. Dây ngờ, dây chuyền ngờ dài. Cho mọi người coi tỉ mỉ tí đi. Tại vì nó cũng hàng gọi là nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh để thôi mà nó rất là giá trị nha. May mắn cho người đeo này. Đó. Chị nào thích đeo ngờ này. Dây dài nhé. Dây này em đo sơ sơ cho người coi thôi nha. Chắc phải tầm năm mấy 60 á. Năm 28 nha mọi người. 28 mọi người nhân 2 lên nó tầm khoảng 56. Cái dây ngờ này dài 56 cm. Bán cho một người mã số 11, giá là 800k nha. Ngờ thật nha mọi người. Về người cứ bao kiểm định cho mọi người. Mã số 11 này, giá 800 nha, có cái hộp tặng cho người, tặng kèm cái hộp. Tiếp theo là mã số 12, em có một cặp dây này, cặp dây của Nhật nha. Cái này là dây đầu bằng dây thép đúc này. Dây này là cũng của Nhật nha mọi người, dây này là cũng của Nhật nha, đầu dây 18 này. Nhưng mà nó được sản xuất ở Trung Quốc này, Hồng Kông nha. Vẫn bán một cái dây thép này nha. Đó. Hiệu bia là của Nhật cộng. Dòng này sau này nó đặt nhà máy bên Trung Quốc nhiều. Đến nỗi cái đồng hồ cái điện thoại iPhone mọi người thấy cũng bên Trung Quốc sản xuất mà. Đầu này là đồng 20 nha, em có hai cộng dây này. Hai cộng dây này tầm đo nó bằng gần bằng nhau, em đo một sợi thôi nha. 15. Hai cộng dây đầu dài 15, đầu một cái là đầu 20, một cái đầu 18. Đó. À, em bị ngáo, người cái dây này là dây lụa tùy chỉnh mà. À. Cái này là 15 nha mọi người, cái này là tùy chỉnh này, chắc tầm 17 hơn á. Bán 10 cặp này là mã số 12, 2 cộng nha. Cặp này 2 cộng này. Mới tinh. Cái dây này đeo cầm rất là chắc, nặng, thép đúc. Thép đúc luôn, rất đẹp nha, cái thớ thép của nó này. Cái dây này cũng mới tinh. Dây lụa thì chỉnh 2 cộng mã 12, giá 250. Này là bán cho vui chứ lời lãi gì mọi người. Dây đó thì bán thua gì. Tiếp theo là mã số 13 này, em có một siêu phẩm dành cho các chị nữ, hàng hiệu của Folly for Life nha. Mã số 13, hộp màu hồng. Sổ thẻ đầy đủ luôn, mọi người thấy sổ rớt tùm lum hết. Đây, hàng chính hãng của Folly for Life này. Đó. Giấy sổ hướng dẫn đầy đủ nha. Đồng hồ quá đẹp, đính đá quanh cái thân đồng hồ đỉnh. Cọc số học trò rất là dễ nhìn, chạy pin, đồng hồ pin vỏ vàng hồng. Chung là theo em là nữ thì những con này đeo lên tay nó rất là đẹp nha, bao sang chảnh. Cái dây của nó thì còn để lâu nên nó cũng có kiểu như nó hơi phai phai một tí rồi. Nhưng mà tổng thể đẹp nha. Đó. Form ôm tay, form tăng dành cho nữ này, siêu phẩm của Folly for Life, hàng hiệu, mắc tiền, đến đá full thân đồng hồ size 24, nhưng cho càng đây là 39.5. dây dài nha, sử dụng khóa bướm này, dây dài, dây thép vỏ vàng hồng, độ mới cao, chưa sử dụng. Nếu mà đã sử dụng rồi người ta tháo cái này rồi, người ta không để lại đâu. Đó, siêu phẩm cho nữ này, dây dài nha, em không đo nha mọi người, nữ thì tay này thì bao mọi người rồi. Đó, ôm tay rất là đẹp nha, siêu phẩm mã số 13, giá là 600k nha. Lâu lắm rồi em mới gặp một con đồng hồ Folly for Life mà nó đẹp như vậy. Người nhìn cái mặt nó mê không?
Tiếp theo là mã số 14, em có một con đồng hồ Engin này. Đây cũng là một siêu phẩm dành cho những anh nam, đồng hồ Engin thương hiệu của Mỹ, máy Nhật nha mọi người. Hộp thì cực kỳ đẹp. Đấu hơi rác một tí nhưng mà nó đáng giá mọi người chơi. Còn mắt dây, mấy con này mọi người yên tâm về dây này. Còn sổ, còn giấy hướng dẫn. Giấy giấy này chắc của anh Nhật cảm ơn em vì đấu hàng cho khoảng. Giấy hướng dẫn của anh Nhật. Hộp đẹp nhá, hộp còn đẹp. Còn mắt dây nên mọi người yên tâm. Đỉnh nhưng mới tinh. Mọi người coi con đồng hồ nó những cái niềng 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 kiểu như niềng Pepsi này. Mà để ý nó đã sử dụng rồi hay không nữa, cái niềng nó có vết chày nhưng mà con này không có một vết chày, một số thép của nó này. Niềng là niềng niềng xoay rồi niềng khía nữa, mặt đen bao cong cực kỳ đẹp này. Tính giọt lệ zin zin từ A tới Z này, chạy rất là mượt, bộ kim cọc số dạ quang sáng, mặt cực kỳ đẹp nha. Dây thép đúc, dây khóa đồ zin, dây vàng size 39, size thần tài. Con này là chống nước cũng cũng khủng khiếp mọi người, gọi là đi mưa rửa tay thoải mái. Dòng là dòng cơ tự động, có hộ sẽ có tay nha. Đó, nấm bạn cổ chai lên có tay rất là nhẹ nhàng. Vặn lại. Máy mới keng mọi người. Cái dây nó người ta để lâu quá nó hơi bị ấy nè. Về người trà sơ nha. Nó còn hai mắt phụ ở đây này. Đó. Dây khóa đồ zin. Mong để xoáy. Trong nước là 200 m. Độ mới khá là cao, máy mới tinh nha. Chạy rất là mượt này. Siêu phẩm mã số 14, giá 1,5 triệu, đồng hồ Engin thương hiệu của Mỹ, máy Nhật bản International. Niềng. Niềng xoay kêu rất là đã nha. Anh nào thích đi mưa này, trong nước này, đó, yêu cầu hơi kiểu như là mình khó tính, mình mua đồng hồ si mà mình yêu cầu cao á, mình lấy những cái gọi này. Đó. Đã nha. Cũng là có những cái lỗi nhẹ nhẹ thì cũng không đáng kể, như cái dây đó thì để lâu thì mọi người lấy cái gì mình cậy sơ là đẹp thôi. Tiếp theo là mã số 15. Em có một cái mặt đồng hồ của Rigono, đồng hồ pin solar, pin khỏe nha, mặt đẹp. Cọc xốp trò hai ô có lịch góc 3 giờ. Bán một cái mặt này. Bán một cái mặt này, pin solar khỏe này. Về mọi người lên bộ dây mọi người đeo đẹp nha mọi người. Size 37. Đầu dây là đầu 20. Bán cho mọi người con đồng hồ là mã số 15, giá là 280 nha mọi người. Đồng hồ pin solar khỏe. Cái Rigono này hình như là thương hiệu của nhà Citizen đó mọi người. Em nhớ là hình như là của Citizen á, nó là một nhánh của nhà Citizen. Tiếp theo là mã số 16, em có một con đồng hồ siêu phẩm của hiệu Ricoh, mới tinh mọi người, form tăng đỉnh nha, nước vàng rất là đẹp. Dòng này nó mạ vàng thật nha. Núm này, dây khóa đồ zin nha. Này, dây còn mới tinh. Đó. Ricoh mong sau còn siêu quắc này. Nó ghi là GP này. Mạ vàng, vàng cực kỳ đẹp nha, form vùng tăng. Này dành cho nam tay nhỏ nhỏ nhỏ, nam tay nhỏ thôi, 26.7 nha, hoặc là nữ cái nha mọi người. Nhân cho 35. Mỏng 5 ly, 5 ly 2. Bán cho mọi người một con đồng hồ form vuông tăng dành cho nam tay nhỏ kiểu như hoặc là nữ thôi mọi người. Nam tay nhỏ hoặc là nữ thôi. Đó, mỏng, nhỏ, vuông tăng, nước vàng đẹp, độ mới cao lên tay này. Mã số 16 nha mọi người, giá là 450 nha. Nó mà size tầm 28 em bán này phải 650. Mà size nó có 20 gần 27 nha. Tính ra cũng là tầm nam tới nhỏ. Tiếp theo là có một con đồng hồ nữ của thương hiệu Lancer. Lancer thương hiệu của Paris, dây hạt gạo mới tinh. Hàng nữ dây mới, dây dài. Độ mới cao. Máy Nhật. Ngon,
chị nữ nào thích hàng hiệu ngon bổ rẻ này. Đó, dây dài nha, dây 17. Nước vàng đẹp keng nha. Đó. Chiếc này bán 10 mã số 17 giá là 280k nha. 280k 17. Đẹp lắm nha mọi người. Hình như em chưa đo sai đúng không? Size nó là size 22 nha. 22 hơn, siêu phẩm dành cho nữ, hiệu Lancer, thương hiệu của Pháp. Máy Nhật nha. Đây này em có một siêu phẩm nữa này. Chị nữ nào mà thích kiểu form tăng, form vuông tivi hiệu Opus của Citizen. Cái dây đường mi vàng nó mới tinh nha. Mặt kính nó không có chảy xước này. Đó, dây đẹp, dây dài. Mông. Mông nha mọi người. Hàng si chơi mấy con này là đẹp nha. Nữ con này là sử dụng pin 412, pin mắc tiền, pin Nhật. Ngang là 16, dọc là 27. Bán cho mấy chị nữ con đồng hồ siêu phẩm của nhà Orbit của Citizen, mã 18, giá là 350. Nữ, chị nữ nào mà thích đi mưa này, thích lội nước này, thích rửa tay này, lấy con đồng hồ Wired Solar này. Đó. Độ mới cũng còn tương đối cao nha. Dây tay có 15 thôi mọi người. Vàng hồng đẹp. Size nhỏ, mặt khảm trai. Mặt đẹp nha. Vàng hồng còn còn nguyên, gọi là nó không bị chảy xước. Size 22.5. Đây này mọi người. Nước vàng hồng nó rất là đẹp nha. Dây khóa đồ zin, dây thép đúc. Mông này. Pin solar khỏe nha. Đó. Mã số 18 giá là 280k. Một con đồng hồ Wired của nhà Seiko, pin solar khỏe, vỏ vàng hồng. Độ mới thì còn tương đối ok, nói chung là không chảy xước, không có bị phai vàng. Đẹp. Mã 18 à 19 chứ, 19 nha mọi người. Con này là 19 nha, 200 208. Em có một cái vòng tay, cái này là gì quên mất rồi mọi người. Em thấy vợ em bà để trong kia bà chưa bán hay sao không? Vòng tay quên cầm cái đèn rọi người, cái này là gì quên mất rồi. Nói chung là em không nhớ là đá gì mùi đá tự nhiên nha, của nữ nha. Chiếc này thì mấy chị nữ tay đi tay thích đồng, thích cái còng kiểu bảng to này, đá tự nhiên này, còng này là 53.8, ni tay của mấy chị là từ 53 đổ lại mùi đeo được nha, còn to hơn thì đeo không vừa đâu. Ni tay dành cho nữ bảng lớn này, dày này. Đá tự nhiên nó rất là đẹp nha. Bảng là 17.5 ly. Dày này. Dày gần 9.3 ly, mọi người thấy kia không? Đó, cho mình coi kỹ cái phần nha, em quên cái đá gì rồi. Chung là đá tự nhiên nha. Đá. Còng đá. Bán 10 mã số 20. Giá 350 nha mọi người. Tên gì em quên rồi. Mà xu của vợ thì là cũng không nhớ tên. Tiếp theo là mã số 21 này, con này là em xả cho đây luôn rồi, bán 15.500 nha. Con này anh chị nào mình coi em chắc cũng hai like rồi, chưa bán được này. Đó, xả cho đi luôn này. Size to khủng. Mã số 21 nha. Thông số là dành cho nam tay to đó mọi người. Nam tay to, hàng hiệu Diesel, dòng 6 kim 3 cốt, chạy cho Chronograph, size 44.5. Dây tay dây dài nha, dây tay nó còn đến 5 mắt dây ở dưới và có sổ ở dưới. Mắt dây tay tầm 10 19 này. Bán 10 mã số 21 này, giá 550 này, em sale đi. Hôm nay em sale hai chiếc này cho đi luôn mà. Chấp nhận cắt lỗ sau, lỗ sau cho nó đi luôn. Để miết nhìn ngứa mắt lắm rồi. Con đồng hồ Calvin Klein, con này em nói thật mà con này em đấu bên Nhật, em đấu bên Nhật cao lắm nha. Máy thụy sĩ chính hãng của CK á. Đấu đâu có khoảng 1 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu á. Mà giờ đấu không ra đâu mọi người. Đồng hồ bên Nhật, đồng hồ thụy sĩ mà hàng hộp mới tinh như này đấu đâu ra mọi người. Máy thụy sĩ chính hãng, máy switch á, máy vàng to nữa, độ mới cao nữa, dây đồ là zin hết nha. Khóa còn chưa mở siêu này, mặt còn chưa mở siêu này, em đẩy cho đi luôn nha. Đó, bán cho đi luôn đó. Nay mà anh chị nào mà không chốt là em mở cái tủ để em cất luôn. Size 42.5,
form ôm tay nha, đồng hồ dành cho nam, mặt màu đen bao công, lịch ở góc 6 giờ, đang chạy chuẩn lịch. Giờ thì anh chưa chỉnh nha, nhưng mà đang chạy tốt nha, máy mới tinh. Đó, cabin kê mã số 22 để cả nhà là 1 triệu á, giá là đẩy cho đi á. Nay mà không bán được nữa là em sẽ cất tủ. Mông còn siêu cho bóc nha, máy Thụy Sĩ chính hãng. Nấm nồi zin, độ mới thì new 100% lên tay, form nó ôm tay nha. Đó, siêu phẩm dành cho nam. Khóa zin dây da còn tốt. Về có việc lên tay sử dụng thôi, sổ ở dưới. Mã số 22, 1 triệu nha, đẩy cho đi luôn nha. Tiếp theo là mã số 23 này, em có một cái hộp bút của Valentino, hộp bút của Ý, hộp bút của Italy, mã 23 này. Mà thật ra là cái hộp bút thì của con cái đồng hồ cái bút này là bút mới 100% chưa sử dụng, nhưng mà nó là kim loại nha, rất là nặng tay nha, nhưng mà nó là bút bi mà cái chỗ này nó bị cứng rồi này. Nó bị nứt này. Mà bút bút bi nha. Bút bi này thì không sử dụng được, về người phải tay ngòi. Mà nó còn bị nứt đây nữa. Thôi coi như tặng cái này cho mọi người nha. Đó, bán chủ yếu coi như này nè. Valentino cái hộp tặng. Đấu bút vậy đó mọi người, rủi ro lắm, nó lỡ nó hư cái gì đó là về bán có được đâu. Này, cái bút của Pilot, bút của nữ nha. Mà cái bút này thật ra em cũng bán người cái ngòi mọi người, chứ cũng không phải bán cái bút nữa đâu. Cái ngòi nó là ngòi vàng 18K à 14K nha. Đây này. Đó. Cái ngòi vàng 14K. Vàng này rất là có giá nha. Em bán cái ngòi vàng thôi. Cái rục nó còn cái đồ bơm này. Về người vệ sinh người dùng cho. Này bút này dành cho nữ á, người thấy bút đẹp không? Quá là đẹp luôn. Nhìn mê luôn. Cái vàng này em thấy nó rất là đẹp nha, không biết phải vàng thật không này. Đây này, những cái này em thấy nó rất là đẹp nè. Và nó không có bị lên oxy hóa luôn nha. Mọi người để ý mà nếu mà vàng mà vàng thật là nó không bị oxy hóa đâu. Đó, cái màu rất là đẹp này, mọi người nhìn này. Đó. Bán cái này cho mọi người, giá của nó là mã số 23, giá 400 nha. Mọi người lưu ý là em bán bút là bán tự xử nha. Nếu như mình có khả năng, mình biết cách xử lý, mình chơi được, mình chịu được thì mình hãy mua nha. Còn mình ví dụ như mình mua về mình xử lý không được, mình trả lại shop là em cho đảo ở luôn. Mã số 23 nha, giá 400. Và bán cây bút Pilot tặng cho cái cây này và cái hộp của Valentino nha. Mã 23. Tiếp theo mã số 24 này, em bán cho người ba cái hộp này. Có ba cây bút máy. Ba cây bút máy. Cây bút máy đầu tiên. Nó đẹp lắm nha mọi người, nó không có lỗi lầm gì cả, ở ngoài vỏ nó còn rất là đẹp nè. Nhưng mà cái ngòi nó này, ngòi bút máy này. Đó, thương hiệu của Đức á. Nhưng mà khi mà em gài vào đây không hiểu sao mà nó hơi bị lỏng mọi người, nó đang thiếu cái gì đó. Về người xử lý thêm nha. Nhà bút đẹp lắm nha. Một cây này. À, cây này của hiệu Eli, thương hiệu của hai cây này của Eli này, thương hiệu của thằng Pháp ạ. Mà do cái kiểu như người ta để, người ta bán bút người ta trưng bày, người ta để ra ngoài nắng á, nó phai thêm 5 tháng này, mọi người để ý không, nó khác màu nhau này đó. Nhưng mà thật ra nó màu hồng nha mọi người, màu hường nhẹ nhẹ. Bút ở trong thì mới tinh nha, đó. Cái gì là ngòi ép này, ngòi vàng, ngòi ép. À, nó còn rụt nha mọi người, cái rụt nó đây. Em mở cho người coi luôn. Này, cái rụt nó này, rụt bơm nha. Chung là bán về cho người xài. Giá nó rất là mềm rồi, chưa bằng giá bút bi nữa. Đây, cái này nữa. Đó. Chỉ là bị phai thêm 5 tháng đây này. Ba cây này, ba cây bút máy này bán cho người mã số 25. À quên, 24 chứ, mã số 24. Ba cây này trong cái hộp này giá là 300k nha, ba cây bút máy. Đó. Mọi người thấy bút máy mà còn rẻ hơn bút bi này, tính ra nếu mà tính ra thì đâu đó khoảng 100.000 cây mà trừ tiền ship là đâu đó khoảng 90.000 cây chứ mấy người. Trừ cái hộp thêm 50.000 nữa.
thì tính ra chưa đến 70.000 coi. Tiếp theo mã 25 này, em có một cái hộp măng sét. Nó sử dụng đá. Ồ bữa nay em thấy trên 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 mạng nó đang hot cái vụ gì ta? Vụ mà cược đá gì đâu người, mà cái đá đó là toàn đá toàn lừa không người. Ví dụ mình chơi cược đá trên mạng. À cái này là hàng hiệu của thằng Jason Bot. Jason Bro Bot gì đó, nói chung là tùy người đọc tiếng Anh nha. Đó. Cây này là nó bọc bạc nha, nó đính một viên anh tím này. Thật ra mọi người chơi ba cái cược đá nó lấy ba viên đá này về nó bấy mà thạch anh tím thì bán người ta bán trên đó em thấy nó toàn là mấy 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 cũ không, nhưng mà trong khi mình bán cái này có bao nhiêu tiền đó. Nó bọc bạc nha, cây này là bọc bạc mới tinh silver f này, f là trừ phiêu silver silver phiêu bọc bạc nha, mới tinh nha, đúng một viên thạch anh tím này, có hộp thì tặng được anh tím mã số 20 25 nha, để cả nhà là 180k 25. Cái măng sét cài cravat dành cho mọi người về tặng được. Mã 26 này 250 nha, hộp măng sét này, full bộ nha, mới tinh này. Hiệu đó là hiệu New Foreman này. Đó. Hiệu mà còn có cái vương miện hoàng gia này. Đây là một bộ măng sét nha, hai cái cài áo và một cái măng sét cài cravat, một cái cài cravat này mới tinh nha, cái này thì không lỗi lầm gì cả, rất là đẹp này. Đó, nó là sử dụng chất liệu là thép inox, inox nhìn nó inox hơn, giống inox đó. Bộ này, cái này thì dùng cho những dịp cũng khá là quan trọng, mọi người thấy cái màu này là mọi người hình dung ha. Đây này, nhìn nó những cái phụ kiện em thấy nó đơn giản, nó nhìn nó gọi là rất là nhỏ nhắn thôi, nhưng mà đôi khi nó làm điểm nhấn của một con người, nó nhìn nó rất là sang nha. Ví dụ như mấy anh mặc bộ vest đen, mấy anh đeo theo cái cà vạt này vào nhìn nó sang lắm nha, bộ này luôn nha. Đó, mã này các bán mọi người đi tặng được nha, mã 26 giá 250 nha. Và cái bản màu đen này thì em thấy nó rất là ít gặp nha, tại vì nó dùng cho những cái dịp mà nói chung là nói ra đây thì nó không hay, nhưng mà mọi người cứ để ý nha, nó dùng cho mọi người đi tặng được đó. Nói chung là dùng, có dùng hết á, ai cũng phải dùng hết. Tiếp theo là mã số 27 này, em có một cặp này, em bán cho mọi người cặp này nha, mã 27 bán gọi là giá này là giá quá là rẻ rồi. Con đồng hồ là của nhà Oren này, đấu cao này. Nhưng mà mọi người để cái mặt của nó ở góc 9,5 là nó có bị lỗi này, lỗi nhẹ nha, còn lại độ mới cao nha. Mình coi dây thép của nó này, đó, nhà Oren hàng chính hãng, núm vàng là zin của nó nha mọi người. Em đo cho mọi người size, size là 36 này, con này là size 30 32.6, hai con đều mới cao, độ mới rất là cao, nhưng mà con này bị lỗi cái mặt ở trong. Oren hàng chính hãng của nhà Oren, em lên từng chiếc đi. Lên tay này, nam tay nhỏ đều rất là đẹp nha. Dây tay 17 lỗi cái mặt, anh nào mà kiểu để mình sử dụng mà cái mình bỏ cái lỗ nhỏ này là mình về mình sử dụng con đồng hồ này ngon nha. Đồng hồ Oren 3 sao, con này store bán cũng cao lắm nha, đồng hồ pin nhưng mà bán đâu đó khoảng 1.000.000 đó, đẹp nha, độ mới cao đẹp. Con này mỏng của nhà Seiko Dolce này. Đó, mặt cực kỳ đẹp nha, núm này mỏng này. Con này thì nó bị mất cái ron ở chỗ cái này nè, cái ron mà để chống nước á, bị mất rồi, về người thay nha, thành ra cặp này bán rẻ mọi người nha. Cặp này là mã số 27 giá là 500k nha, giá này coi như là giá giá tự xử luôn rồi đó, giá cực kỳ tốt, người sử dụng về người xử lý thêm nha. Đó, đang chạy hết nha mọi người, 27 500. Tiếp theo là mã số 28, em có hai cái hộp này em tồn bữa giờ này. Hộp này là của hiệu con gấu 28 này. Hộp cái áo này còn rất là mới nha, ở trên nó mạ như mạ bằng trắng, mạ BDP rất đẹp này.
hai hộp nha, hộp của con gấu và hộp của hộp này là của thằng Chosri này, hai hộp này nha. Em bán cặp này cho một người là mã số 28, giá là 280k nha. Cặp Chosri và hiệu con gấu này, rất speed speed low. Cặp hai chiếc băng xét cravat, à quên, cravat chứ. Cặp đó em để lâu rồi người, thấy để lâu rồi thêm em share cho mọi người nhé. Tiếp theo là cái mã số 29 này, em có một cái lô này hàng, nói chung là đấu về nó bị rủi ro luôn đây. Đấu về hàng hộp mới tinh này. Hiệu Besson. Besson gì đó. Mà em nghĩ cái hàng này giống hàng thời trang có mọi người. Này. Thấy hàng giống hàng thời trang quá nên thành ra em bán cả lô cho mọi người nhé. Một chiếc nha mọi người. Đây. Hàng hộp mới tinh. Còn sổ này đang chạy nha, đồng hồ đang chạy nha. Đó. Một chiếc. Cái mã 29 này là em bán cả lô cho mọi người, mấy chiếc, 4 5 chiếc. 3 chiếc. Đó, một chiếc nha, một chiếc này. Person đang chạy. Hàng hộp. Chiếc thứ hai là hàng nét này, nét, hàng hiệu của nét. Hộp nó cũng còn đẹp nha. Bán lấy tiền cước vận chuyển thôi mọi người. Cái hộp nó vận chuyển bị gãy mất một cái chốt ở đây rồi này. Đó, nhưng mà vẫn sử dụng ok nha, vẫn sử dụng được. Cái đồng hồ, à dạ, đặt cái đồng hồ này. Lên mình coi cái đồng hồ nha. Đó, mới tinh còn siêu cho bóc này. 6 kim một cốt, chạy hết nha. Đó, chạy hết nha mọi người. 6 kim hoạt động hết 6 kim á. Đó, hoạt động hết nha. Hai chiếc này. Chung là đấu kề cao mà tính mấy hộp này nó cũng gỡ gạt được chút, mà cuối cùng mấy hộp này thành ra là lại gánh nặng, tính là ship cao. Ship cao mà cuối cùng về bán này không được bao nhiêu cả. Đó. Hai chiếc nha, hai chiếc rồi này. Để đâu cho nó gọn này, tí em bỏ ra mình coi nha. Cái hộp này nữa mùi. Cái hộp Tarenko này nữa. Coi như bán cái lô này là lấy ship lại nha. Đó. Size to, size khủng này. Độ mới cao hàng hộp. Cái hộp rất là chất nha. 3 chiếc. 3 chiếc này. 3 chiếc. Và hai cái hộp bút. Hai cái hộp bút bi nha mùi. Hai hộp bút bi này. Đó. Bán 5 cái hộp này. Cây này của hiệu gì này, cam Kaju Mao gì đó. Bút nha. Hai cây bút và ba cái hộp đồng hồ, bán cho người mã số 29, giá là 500k nha mọi người. Coi là tính lại lấy lại tiền ship, tiền phí vận chuyển thôi. Vừa bán vừa tặng. Rồi, tiếp theo em có hai cái mã siêu phẩm cho mọi người. Em mọi người cho em dẹp cái mâm đồng hồ qua nha. Em lên cho mọi người coi cái hai siêu phẩm đồng hồ để bà. Cái đầu tiên là mã B1. Mã B1 nha. Đây. Mọi người nhìn cái hình của nó là mọi người thấy cái đồng hồ trong nha, hàng mới chưa sử dụng. Đây, hộp nó đây. Mã B1. Hàng mới nha, hàng mới 100%. Anh nào đang tìm một cái đồng hồ để bàn, để deco. À, sổ của nó ở dưới nha mọi người. Đây. Vỏ của nó là vỏ mica nha. Đó, cái bàn xoay của nó nha mọi người. Em test cho mọi người luôn này. Nãy thì em test rồi nhưng mà em chưa bỏ pin. Thông cái mã sản phẩm và cái chữ chăm bán dọc ở dưới nha. Hàng của Nhật. Made in Japan. Đó. Ok mọi mới tinh nha. Cho mọi người coi này. Mọi người để bằng là cái đĩa nó quay nha mọi người. Đó. Mặt này của Citizen nha, cọc số hộp tròn rất là đẹp mọi người. Đẹp, bán mọi người mã B1 giá 800k nha. Thông số của nó đây mọi người hình dung em nha, chiều cao là 29, chiều rộng đế là 13, chiều ngang này là 23.5,
Em bán cho mọi người một cái đồng hồ trang trí decor cho phòng khách, hoặc là mình có nhu cầu mình sử dụng vào mục đích gì cũng tùy mọi người nha. Đó, nhưng là mới tinh đẹp, mua giá của em thì rất là mềm. Mọi người mua ở những cái những chỗ khác hoặc là cửa hàng thì giá nó rất là cao nha. Đâu đó như chiếc này chắc phải tầm 1,5 triệu, 1,8 triệu. Bán cho người con đồng hồ là mã B1 giá 1 triệu nha. Đấu về em nói chung là cũng có lời, bán cho người cũng có lời, nhưng mà lời ít nha mọi người. Hàng mới mà, hàng hộp. Mã B1 giá 1 triệu nha. Anh nào đang cần, bữa trước anh nào có mà anh dặn em á, nhưng mà không nhớ mọi người. Với lại em bán trên live thôi, ít khi em bán ở dưới ở trên người hỏi lắm. Anh ví dụ anh coi được cái mã này, anh chốt thì ok nha, để cho khỏe, đỡ mình đỡ phải làm việc 2-3 lần cực lắm. Tiếp theo là đây nè mọi người, siêu phẩm ở đây nè, đây đây nè mọi người thấy không? Cái đồng hồ hình dạng nó đây nha, của Seiko, hàng mới 100% chưa sử dụng. Và cái hộp này đâu đó khoảng 4 kg nha mọi người. Cái đồng hồ không nha, 4 kg nha. Em chưa nói tiền mà người ta đo, đóng gói vận chuyển về đâu, là nó đâu đó khoảng gần 5 kg á. Cái hộp đồng hồ không nha mọi người. Đó, mới tinh, mã số B2 để cả nhà 2 triệu nha. Em cho mọi người coi cái giá 2 triệu, cái đồng hồ giá 2 triệu nó sẽ như thế nào nha. Đây, anh Nhật làm rất là kỹ nè. Đó, mở cho người coi siêu phẩm của ngày hôm nay, mà siêu phẩm hồi xưa giờ em đấu. Đó, nó là bằng kim loại nha mọi người. Cái này mà em nghĩ bán bèo lắm, phải mọi người mà mua chỗ khác chắc phải ba bốn củ là ít. À, hàng mới 100% chưa sử dụng nha. Em nó hơi khó lấy, thành ra là nó còn sổ sách này, còn bọc này. Em sẽ lấy cái hộp anh bỏ ra ngoài nha mọi người. Đây, sổ của nó này, ok chưa? Em để đậy lại nha, em để cái đồng hồ lên trên đó. Mà nó hơi nặng, cái đồng hồ này kim loại mà, bằng sắt đây, mới tinh nha mọi người. Chưa bao giờ em đấu cái đồng hồ đẹp như vậy. Bắt đầu em nói vợ em là thôi giờ mình để cái này lại trưng bày nha. Vợ em kêu thì anh có tiền có vốn không mà anh đòi để lại trưng bày. Chứ em thấy em mê quá, một nhìn nó mê quá, quá mê luôn. Hàng sưu tầm, anh nào mà sưu tầm được cái này hơi bị đỉnh. Đây, mọi người nhìn cái màu của nó là mọi người biết rồi. Này, nó là pin kim châu, cái đế của nó này đã kim loại nhưng nước này mới tinh nha. Mọi người coi sơ tổng thể của nó này, rất là nặng nha mọi người. Đó, mọi người coi mông nó này, đằng sau nó, cái lưng của nó đó, cái đế, cái đít của nó này đó, mới tinh nha. Và cái nắp này nó làm rất là đặc biệt mọi người. Nắp này là nắp hít này, hít 500 á. Đó, bằng kim loại nha. Mình coi cái bộ máy của nó này. Đó, khủng khiếp không? Mới tinh. Đó, có cần gạt đồ hết nha. Đây là hít 500 nha. Cái này là 500 nha mọi người. Có 500 hít giữ cái ấy. Hàng xịn nó mới làm như vậy ta. Đó. Nói chung là nhìn mê quá mọi người. Mọi người nhìn mê không này. Đó, cho mình coi nha. To nha. Nặng, to nặng. Em kết nhất là ở cái bộ kim kim trôi của nó đó mọi người. Nhìn rất là mượt, màu đỏ đỏ đô nữa. Cái này là gỗ nè mọi người, cái còn cái khung là bằng sắt này, đó bằng sắt nha. Này em gõ mọi người coi này, đó bằng sắt nha. Nên giá 2 triệu là nó có cái giá của nó hết mọi người. Em đo cho mọi người coi cái chiều cao của nó là 35 nha mọi người. Chiều ngang là 25. Dày, độ dày của cái đồng hồ là, cộng coi độ dày 14 nha mọi người, 13.5, gần 14. Em bán cho người cái mã sản phẩm siêu phẩm mã số B2 giá là 2 triệu nha mọi người. Đấu em đấu hình như 1 triệu, 1 triệu 7, 1 triệu 8 gì đó. Em bán cho 12 triệu nha. Nếu anh nào không mua thì em để siêu bày, để trưng bày. Em xác định rồi mà. Đó. Tính ra là tiền ship nha, nếu mà cái đồng hồ này gửi tiền ship chắc hết 100 mấy rồi. To lắm rồi, cái hộp mọi người, cái hộp nó là thấy cỡ nào. Hết 100 mấy tiền ship rồi. Với tiền pin em thấy hai cục pin xịn cho mọi người rồi. Mã số B2 nha. Giá là 2 triệu nha.
Và hôm nay em lên cho mọi người là 29 mẫu sản phẩm và có hai chiếc đĩa bàn siêu phẩm nhé. Anh chị nào mình mua sản phẩm nào, ví dụ mình thích thì mình dừng lại mình chụp màn hình lại mình gửi Zalo cho em liền nha. Ví dụ như sản phẩm đó còn em sẽ báo cho mọi người còn. Và mình ngăn tay thì mình được cho mọi người. Tại vì có nhiều anh ảnh coi em nhiều lắm nhưng mà ảnh không chốt được, mà em giờ hàng si là mọi người biết rồi, nó đâu có nhiều sản phẩm đâu, nó chỉ có một mẫu sản phẩm thôi. Chỉ bán cho một người nhanh nhất thôi, nhanh gọn lẹ, em thích là kiểu nhanh gọn lẹ. Vậy nha mọi người, em xin chào mọi người và em xin kết thúc video tại đây ạ.